Việt Nam đang trở thành một đồng minh của Mỹ ở Đông Nam Á, sự thật hay tin đồn? Chỉ sau chưa đầy 2 tháng giữ chức Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước, ông Tô Lâm được giới quan sát quốc tế đánh giá là người thực dụng hơn là người giáo điều, đó là ông cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ông Tô Lâm tập trung vào phát triển kinh tế và ổn định chính trị hơn là những vận động giáo điều của Đảng Cộng sản. Cuộc gặp giữa Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm với Tổng thống Mỹ Biden đã đem lại điểm cộng cho ông với quốc tế trong và ngoài nước, nhưng sẽ là điểm trừ của ông với Nga và Trung Quốc. Theo giới quan sát, ông Tô Lâm gặp Tổng thống Mỹ Biden vào chiều ngày 25 tháng 9 bên lề kỳ họp thứ 79 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, được coi là một phần trong chiến lược đi Hoa Kỳ nhằm cải thiện quan hệ ngoại giao với các nước Đông Nam Á trước sự gia tăng ảnh hưởng càng ngày càng cao của Trung Quốc trong khu vực. Đáng chú ý, trước đó, cú bắt tay giữa ông Tô Lâm và Tổng thống Zelensky có thể sẽ mở ra cơ hội hợp tác về quân sự giữa Việt Nam và Ukraine. Trong bối cảnh Việt Nam đã giảm bớt việc mua vũ khí của Nga, thì khí tài của Ukraine, nhất là hệ thống phòng không và máy bay không người lái, chắc chắn sẽ rất cần cho Việt Nam. Ngoài ra, kinh nghiệm tác chiến của Ukraine sẽ là bài học có giá trị cho quân đội Việt Nam trong việc tổ chức phòng thủ để bảo vệ chủ quyền trên Biển Đông. Đáng chú ý hơn nữa, theo tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng, ngay sau khi Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Biden vài giờ, thì quân đội Trung Quốc đã bắn hỏa tiễn liên lục địa. Đây là loại tên lửa có tầm bắn tới đất liền của Hoa Kỳ. Hỏa tiễn này không mang đầu đạn hạt nhân, nhưng cũng không nhắm vào quốc gia nào và đã rơi xuống vùng biển quốc tế. Quân đội Trung Quốc khẳng định vụ bắn thử này là việc thường kỳ và đã có lịch từ trước. Theo giới phân tích, cuộc gặp ngắn ngủi với ông Biden sẽ giúp cho Tô Lâm chứng minh sự trung lập của Việt Nam trong việc duy trì mối quan hệ tốt đẹp với các cường quốc, kể cả các đối thủ của Hoa Kỳ là Trung Quốc và Nga. Từ đầu năm 2024, Tô Lâm đã có chuyến đi quan trọng tới Trung Quốc để mà tiếp xúc và hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Trước đó, trên cương vị Chủ tịch nước, ông cũng đã tiếp Tổng thống Nga Putin tại Hà Nội vào tháng 6 năm 2024. Chuyến đi của Tô Lâm tới New York lần này phản ánh quan điểm cân bằng của chính quyền Việt Nam, đồng thời cũng muốn khẳng định Việt Nam là một thành viên của Liên Hợp Quốc có ảnh hưởng trong địa chính trị toàn cầu. Do vậy, các nghi ngờ cho rằng Tổng Bí thư Tô Lâm và ban lãnh đạo Việt Nam đang tiến tới trở thành một đồng minh của Hoa Kỳ là điều thiếu căn cứ. Dưới con mắt của chính phủ Mỹ, Tổng thống Biden, Việt Nam là một đất nước có vị trí địa chiến lược ở Đông Nam Á, đồng thời là một trong những trung tâm sản xuất, chế tạo và là nơi mà nước Mỹ muốn thắt chặt quan hệ với mục đích làm đối trọng với Nga và Trung Quốc. Vấn đề quan trọng hơn, yếu tố ý thức hệ là một trong những nguyên nhân chính đằng sau việc Hoa Kỳ không công nhận Việt Nam là một nền kinh tế thị trường. Việc các tướng lĩnh quân đội cáo buộc trường đại học Fulbright Việt Nam đang thực hiện một âm mưu tổ chức cách mạng màu cho thấy giới chức lãnh đạo cấp cao ở Việt Nam vẫn nghi ngờ mục tiêu thực sự của Mỹ. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm là lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam đầu tiên được mời làm diễn giả và đọc tham luận tại một trường đại học tại Mỹ, khẳng định Việt Nam chọn đối thoại thay vì đối đầu và nhấn mạnh thiện chí hợp tác với Mỹ trên tất cả các lĩnh vực. Quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin Việt Nam đang trở thành một đồng minh của Mỹ ở Đông Nam Á, sự thật hay tin đồn? Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Ukraine Zelensky tại Mỹ cho thấy điều gì? Vào ngày 24 tháng 9 tại New York, Hoa Kỳ, trên cương vị người đứng đầu nhà nước Việt Nam, ông Tô Lâm đã phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc với nội dung nói về tầm nhìn của Việt Nam, về xóa bỏ áp bức, bóc lột và xây dựng thế giới hòa bình, tốt đẹp. Trong bài phát biểu, ông Tô Lâm lưu ý rằng, từ góc nhìn của Việt Nam, hòa bình, ổn định là nền tảng để kiến tạo tương lai thịnh vượng. Do vậy, cần thúc đẩy tuân thủ luật pháp quốc tế và hiến chương Liên Hợp Quốc ở tất cả các quốc gia, trước hết là các nước lớn. Tuy nhiên, theo giới quan sát, ông Tô Lâm không đề cập đến cuộc chiến tranh xâm lược của Nga ở Ukraine, các hành vi bành trướng của Trung Quốc ở Biển Đông hay cuộc chiến ở dải Gaza. Một thông tin được công luận Việt Nam hết sức quan tâm, đó là ngày 24 tháng 9, bên lề kỳ họp thứ 79 tại Hội đồng Liên Hợp Quốc, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc gặp với Tổng thống Ukraine, ông Zelensky. Vào ngày 25 tháng 9, Thông tấn xã Việt Nam đưa tin Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng thống Ukraine. Bản tin cho biết chiều ngày 24 tháng 9, theo giờ địa phương, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp Tổng thống Ukraine Zelensky. Tại cuộc gặp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và khuôn khổ quan hệ đối tác toàn diện với Ukraine. Đồng thời, Tô Lâm cũng nên quan ngại về tình hình xung đột hiện nay giữa Nga và Ukraine và khẳng định lập trường nhất quán của Việt Nam là tất cả các tranh chấp cần được giải quyết bằng biện pháp hòa bình với các nguyên tắc cơ bản của luật
luật pháp quốc tế và hiến chương của Liên Hợp Quốc. Tổng thống Ukraine cũng đánh giá lập trường của Việt Nam, đồng thời cảm ơn nhà nước và nhân dân Việt Nam đã hỗ trợ nhân đạo cho Ukraine, mong muốn Việt Nam ủng hộ tuyên bố của Hội nghị Hòa bình lần thứ nhất tại Thụy Sĩ, cũng như giúp Ukraine trong việc rà phá bom mìn, khắc phục hậu quả chiến tranh. Theo giới quan sát, việc lãnh đạo chính quyền Việt Nam gặp gỡ tiếp xúc với Tổng thống Ukraine Zelensky là một việc không mới. Vào đầu năm nay, vào ngày 16 tháng 1, Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính và Tổng thống Ukraine Zelensky cũng đã có cuộc gặp ngắn bên lề Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos, Thụy Sĩ. Trước đó, vào hồi tháng 5 năm 2023, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đã cuộc gặp ngắn với Tổng thống Zelensky trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh G7 mở rộng tại Hiroshima, Nhật Bản. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, phía Việt Nam đã có những thái độ không thân thiện với Ukraine. Cụ thể, tất cả các bức ảnh bắt tay giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Zelensky trong một bài báo đã đăng đều bị gỡ bỏ. Chỉ còn lại những dòng tin với nội dung sơ sài, khô khan. Lần này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ với Tổng thống Zelensky với một thái độ chân thành và cởi mở hơn, cho thấy chính quyền Việt Nam tiếp tục duy trì chính sách ngoại giao, muốn làm bạn với tất cả các quốc gia trên thế giới. Cũng theo truyền thông cho biết, trong quan hệ với Cộng hòa Liên bang Nga, Việt Nam luôn trân trọng sự giúp đỡ chí tình của Nga trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước trước đây, cũng như sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước hiện nay. Trong khi, theo lời ông Tô Lâm nói với ông Zelensky, Việt Nam luôn ghi nhớ sự ủng hộ và giúp đỡ chí tình của Liên Xô, trong đó Ukraine đã dành cho Việt Nam trước đây và hiện nay. Những điều vừa kể trên thì có liên quan gì đến chủ trương thúc đẩy sự hợp tác với Hoa Kỳ và Ukraine là một đồng minh của Mỹ ngày càng mạnh mẽ hơn hay không? Sự kiện này không thể chỉ thể hiện thậm chí làm bạn với tất cả các quốc gia của Việt Nam, mà còn chứng tỏ vai trò ngày càng quan trọng của nhà nước Việt Nam trên chính trường quốc tế, đặc biệt trong bối cảnh địa chính trị phức tạp như hiện nay. Phải chăng Hoa Kỳ nghi ngờ về thực tâm của Việt Nam trong việc muốn phát triển hơn nữa quan hệ song phương? Truyền thông quốc tế đưa tin vào giờ chót Tổng thống Mỹ Biden dự kiến sẽ gặp Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm vào ngày 25 tháng 9 bên lề kỳ họp lần thứ 79 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York, mặc dù trước đó có tin Tổng thống Biden từ chối gặp Tô Lâm. Theo một số ý kiến, điều đó cho thấy bất chấp áp lực từ các phe phái trong nội bộ của đảng, ông Tô Lâm vẫn kiên định với lập trường thân Hoa Kỳ và phương Tây, tìm mọi cách gặp Tổng thống Biden cho bằng được. Trước khi đến Hoa Kỳ lần này, ông Tô Lâm đã chọn Trung Quốc là điểm đến đầu tiên trong chương trình công du ngoại quốc với tư cách là Tổng Bí thư. Đây là truyền thống ngoại giao của các thế hệ lãnh đạo cấp cao của Việt Nam, từ trước đến nay vẫn làm như vậy. Cuộc gặp giữa ông Tô Lâm và Tổng thống Biden đúng vào dịp tròn một năm nâng cấp quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Mỹ. Điều này sẽ giúp cho Tô Lâm nâng cao vị thế của ông trong nội bộ của đảng, giữa bối cảnh được cho là quyền lực của ông đang giảm sút nhanh chóng. Vào tháng 6 năm 2024, ông Tô Lâm trên cương vị là Chủ tịch nước đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Putin tại Việt Nam. Trong tuần tháng 8, ông cũng hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong chuyến thăm Bắc Kinh. Và hiện nay, trong chuyến đi công tác tại Hoa Kỳ, ông sẽ có cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Biden. Một số nhà phân tích cho rằng Tổng Bí thư Tô Lâm cố gắng thể hiện sự kiên định với chính sách ngoại giao cây tre để tránh những nghi ngờ trong nội bộ của đảng. Do đó, diễn biến và kết quả cuộc gặp của ông và Tổng thống Mỹ Biden rất được công luận trong nước cũng như quốc tế lưu ý. Tuy nhiên, việc Mỹ từ chối công nhận Việt Nam là một nền kinh tế thị trường là một bước lùi rất lớn cho quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Việc Việt Nam không được công nhận không chỉ vì Việt Nam không có nền kinh tế thị trường thực sự, mà còn do Hoa Kỳ vẫn có nhiều nghi kỵ với Hà Nội. Trong quá khứ, Hoa Kỳ sẵn sàng công nhận nền kinh tế thị trường cho các nước đồng minh như Hàn Quốc, Nhật Bản hay Đài Loan, mặc dù lúc bấy giờ tình trạng nền kinh tế của các quốc gia này cũng không khác Việt Nam hiện nay là mấy. Mỹ đã cấp quy chế kinh tế thị trường để giúp đỡ các nước này phát triển dưới sự bảo hộ của Mỹ. Hiện tại Việt Nam không nhận được sự ưu ái đó vì lý do Việt Nam chưa phải là đồng minh của Mỹ. Liên quan đến ý thức hệ Cộng sản, việc nội bộ lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam đang chia rẽ sâu sắc với số đông thiên về Bắc Kinh khiến chính quyền của ông Biden nghi ngờ về thực tâm của Việt Nam trong việc muốn phát triển hơn nữa quan hệ với Hoa Kỳ. Việc Mỹ không công nhận Việt Nam là một nền kinh tế thị trường cho thấy cả hai phía Việt Nam và Hoa Kỳ vẫn chưa có đủ thiện chí và quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai bên hiện nay chỉ mang tính hình thức mà thôi. Tuy nhiên, chuyến thăm gần đây của Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam ông Phan Văn Giang
đến Washington có ý nghĩa quan trọng cho quan hệ đối tác an ninh đang phát triển giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Nhưng liệu Việt Nam có thể dựa vào Mỹ được nhiều hơn để đối phó với Trung Quốc ở Biển Đông hay không vẫn là một câu hỏi đặt ra. Câu trả lời sẽ là không dễ để Mỹ can thiệp vào tranh chấp lãnh thổ hay lãnh hải giữa Việt Nam và Trung Quốc. Theo giới quan sát, trong tương lai, khi cán cân sức mạnh quân sự trên Biển Đông ngày càng nghiêng về Trung Quốc, Mỹ sẽ khó mà hỗ trợ đồng minh và các đối tác trong khu vực. Chỉ cần nhìn qua Philippines, Việt Nam sẽ thấy quan hệ đồng minh với Mỹ sẽ không giải quyết được triệt để các vấn đề an ninh nổi cộm hiện nay. Một số nhận định cho rằng hiện nay Hoa Kỳ rõ ràng chưa tin Việt Nam có thực tâm trong việc muốn phát triển hơn nữa quan hệ song phương hai nước hay không. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin, phải chăng Hoa Kỳ nghi ngờ về thực tâm của Việt Nam trong việc muốn phát triển hơn nữa quan hệ song phương? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết ở bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.